cho đến tháng 7 Nhâm Thân, tháng 8 Quý Dậu của năm Giáp Ngọ 2014 là xong. Để rồi đầu năm 2015, tức năm Ất Mùi, là vua tôi hội hiệp, thấy mặt nhau. Đúng với câu Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần. Và đến mùa hè của năm Dê, để biết ai là người hữu chí, vì có câu qua năm Dê đến lúc mùa hè, trong bá tánh biết ai hữu chí. Và kế đến là năm 2016 là Bính Thân, 2017 là Đinh Dậu, là đời Thượng Nguân. Có đúng như vậy không? Đúng như vậy. Vậy nhờ anh cho biết tiếp về năm 2011 cho đến năm 2014 nó diễn biến như thế nào. Thưa huynh đệ, năm 2011 tức là năm con mèo, Can Chi tức là Tân Mẹo, và năm 2012 là năm con rồng, Can Chi là Nhâm Thìn, năm 2013 là con rắn tức là Quý Tỵ, và năm 2014 tức là năm con ngựa tức là Giáp Ngọ, năm 2015 là năm con dê tức là Ất Mùi, năm 2011 là năm con mèo. Đức Phật Thầy Tỏ Thiên Cơ cho biết, bây giờ còn giấu chi đâu, từ đây đến đó không lâu mà chờ. Năm dần nhiều chỗ bơ vơ, bước qua năm mẹo như tơ rối cuồng. Năm mèo tháng mẹo chưa buồn, năm mèo tháng hợi lỵ tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thấy thi. Mèo kêu riết tới sầu bi, tới gà về ổ, dậu thì bình an. Thưa quý vị, Đức Phật Thầy cho biết, từ đây đến đó không lâu mà chờ. Năm dần nhiều chỗ bơ vơ là ẩm chỉ là 2010, bước qua năm mèo như tơ rốt cuồng là năm 2011. Nhưng mà năm mèo tháng mèo là tháng 2 đó, chưa đến đổi gì phải buồn. Mà năm mèo đó 11 đó, tháng hợi là tháng 10 đó, lỵ tuôn dầm về. Vậy mà chưa mấy ủ ê, trung ương rồng lộn ê hề thảy thi. Cái cảnh trung ương đất nước Việt Nam này tới con rồng đó, tức là 12 đó, năm thành đó, ê là ê hề thảy thi. Mèo kêu riết tới sầu bi, tới gà về ổ dậu thì bình an. Tới gà về ổ dậu thì bình an tức là dậu này là ám chỉ tháng 8 là tháng Quý Dậu của 2014 đó, như nói ở trước đó quý vị. Và ông sư giải cũng cho biết, mèo kêu nghe tiếng ai bi, quân thần phụ tử siết chi ưu phiền. Rồng bay sao xiến nào yên, rắn bò giáp giới đảo điên dương trần. Chừng nào có ngựa có lân, có quy có phụng, có quân có thần. Năm năm sáu tháng long đông, nhân dân thiên hạ mắt dòng gian nan. Và ông sư giải cũng cho biết là mèo kêu nghe tiếng ai bi, mèo là năm 11, quân thần phụ tử siết chi ưu phiền. Rồng bay sao xiến nào yên, rồng là ám chỉ năm 12 là năm Thìn. Rắn bò giáp giới đảo điên dương trần, rắn là năm 13 tức là năm Quý Tỵ, là nó bò giáp giới đảo điên dương trần cả thế giới hết. Nhưng mà chừng nào có ngựa có lân, có quy có phụng, có quân có thần. Thưa quý vị, chừng nào có ngựa thì phải có dê, là ngựa 14, dê 15, mà ông sư giải ông không có nói tới dê. Chừng nào có ngựa có lân, có quy có phụng, chỗ này là ông trở qua tháng, phụng là gà là tháng 8, là có quân có thần, tức là chừng nào có ngựa là năm 14, mà có quy có phụng có quân có thần là ông chỉ tháng 8 của năm 14 này, là tháng Quý Dậu đó, là có quân có thần, là có vua tôi. Năm năm sáu tháng long đông, nhân dân thiên hạ mắc dòng gian nan. Xin nhắc lại cho huynh đệ rõ, 5 năm 6 tháng cơ hàn nghèo đói và tam niên hạn hán nó nằm trong vòng 2008 cho đến 2014. Năm Tân Mão 2011 này thật là thảm khổ, nhất là ở vùng châu Phi. Các nhà khoa học cho biết hạn hán nghèo đói có thể nói chết vô số kể. Nói chung là cả thế giới phải bị nhiều chứng bệnh dị kỳ khó kể. Còn về thiên tai, nơi thì bị hạn hán, nơi thì bị bão lụt, lốc xoáy, chùi đất, lở đất, cảnh thảm trạng diễn ra thật là thảm khổ, kinh hoàng. Kế đến là năm 2012 là năm Thìn, tức Nhâm Thìn, 2013 là năm Tỵ, tức là Quý Tỵ. Quý vị ơi, hai năm này là hai năm kinh hoàng cho cả nhân loại chúng sanh. Hai năm này có thể nói là hai năm biến thiên biến địa, biến nhân để thay đời. Cuối năm Quý Tỵ 2013 bước vào đầu năm 2014, tức Giáp Ngọ là nhân vật mười phần hao đủ 78. Thần tiên thấy vậy cũng châu mày. Thôi các huynh đệ,
Nếu nói về diễn tả lại về hai năm thìn tỵ, tức 2012 và 2013, thìn tức là rồng, tỵ tức là rắn, ông ba cho biết hai năm này như sau: điềm ứng hữu lưỡng hình lãng trị quả, điềm này thìn tỵ lãng thâm, diêm chúa khởi binh âm, hoàng thiên dâm thìn tỵ, xong. Ông để chữ xong, ông bấm mặt lại. Thìn tỵ, thế sẽ dần lãng trị một nơi, than đời chắc lưỡi thương đời chắc lưỡi than ơi, việc lành người nở phụ tôi sao đành, tỷ thình thình tỷ tranh hành, hay ngôi nhiên một người lành tốt tươi. Cuối năm tỷ 2013 là người lành tốt tươi. Ông ba còn cho biết thêm: mẹ thương con như rắn với rồng, con ghét mẹ nên không niệm Phật. Hay là rắn lộn rồng, nhân dân xâm giặc, đề lao cấm cửa ngặt nổi chi, nghĩ miếng sao sát lại ghi đỡ một rạc. Ngục rạc chen người siết kẻ bao, hay là nhị niên chí khổ đề lao chen người. Nhị niên chí khổ đề lao chen người, chữ nhị là hai, chữ niên là năm. Chí khổ là cái khổ đến với mọi người cùng cực, đề lao chen người là bắt đầu sự lao khổ đem đến với nhiều người, bắt đầu vào sự lao khổ đến với nhiều người dưới sự lao khổ ấy đến cực độ, và với thời gian đó là hai năm, năm 2012 và năm 2013. Nhị niên sao sát lời ghi để, nhị cũng là hai, niên cũng là năm, sao sát là sơ sát, tan quan là tiêu điều, là Phật ghi, lời ghi để là Phật ghi để lại cho đàn hậu sau để biết. Ngục rạc chen người xiết kẻ bao là ở dưới địa ngục đầy những âm hồn, có nghĩa là trong hai năm kể từ năm thìn đến năm tỵ 2012 và 2013 là sơ sát, là tan quan, tiêu điều. Đức giáo chủ ngài xác nhận cho biết đó là hai năm Ngọc Hoàng vũ sổ tiêu diệt tất cả. Diệt tất cả những cái gì trên quả địa cầu để lập lại đời Thượng Quân Thánh Đức. Bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Khắp lê thứ biến di thương hải, dùng phép màu lập lại Thượng Quân. Và Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng cho biết thêm, nay gần đến Long Phi Xà Dĩ, cảnh gian nan bá tánh hầu kề. Long Phi Xà Dĩ tức là con rồng và con rắn, lông là rồng, xà là rắn, đuôi rồng đầu rắn. Ngài còn cho ông Hương Lễ Ướng, tức ông Nguyễn Thanh Tân, bốn câu như sau: Dạng lý trường thành khí khẩu chương, thanh phong tuyết hạnh dĩ lưng thường, dĩ nhân tái thế từ bi thiết, đào tỷ long xà thác quả ương. Có nghĩa là hai câu đầu thầy khen ông Nguyễn Thanh Tân. Dạng lý trường thành khí khẩu chương có nghĩa là văn chương ông phát xuất từ cái lỗ miệng nó vững chắc như dạng lý trường thành. Lại thêm thanh phong tiết hạnh dĩ lưng thường có nghĩa là thanh phong tiết hạnh ít có người bì kịp. Câu thứ ba: dị nhân tái thế từ bi thiết, thầy cho biết thầy là một dị nhân tái thế để thiết từ bi độ chúng sanh. Câu thứ tư: đào tỷ long xà thác quả ương có nghĩa Đức Thầy bảo ông Nguyễn Thanh Tân á, phải đào tỷ long xà tức là trốn tránh cái cảnh quan trường, tới long xà là thác quả ương tức là rồng rắn 12-13 đó quý vị. Hay là lâu thôi quá chậm trong đường thẳng, trễ nải khó qua nẻo cọp xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chí hỡi đâu là. Có nghĩa là cái đường tu hành mình là cái đường thẳng đó, mình tu lâu thôi, tu theo nước lớn rồng bèn thả trôi đó, trễ nải như vậy đó thì khó qua nẻo cọp xà. Cọp là lẻ 10, xà là 13 đó quý vị, cũng như nói nãy giờ. Một bước leo bờ mà khỏi khổ, nam nhân chi chí hỡi đâu là. Hai năm thìn tỵ 2012 và 2013 này đúng với câu: khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng tứ thớt quạnh hiu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu, nay tận diệt lập đời trở lại. Đức Quỳnh Giáo Chủ cho biết, con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng, còn ông ba thì chuột mèo trâu cọp rồng thời nửa con. Đức Thầy và ông ba ám chỉ cho biết bắt đầu nửa con rồng năm Nhâm Thìn 2012 là cảnh thảm họa cho nhân loại chúng sanh đã đến hồi tận diệt, tức là thương ba năm không chở nhóm chiều, nhà không người ở, niệm nhiều nam mô, hay không lấp mà để phơi khô, không nước mà uống, nam mô đạo nào. Về chiến tranh, đồng thời Sấm Trạng Trình cũng cho biết
Long Dĩ Xà Đầu khởi chiến tranh, Can Hoa xứ xứ khởi đao binh, Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, Hân Dậu Niên Lai kiến Thái Bình. Có nghĩa là Long Dĩ Xà Đầu là đuôi rồng đầu rắn, là cuối năm 12 đầu năm 13 là Đại Thế Chiến thứ 3 sẽ khởi. Cuối năm 12 đầu năm 13 tức là cuối năm rồng đầu năm rắn, Long Dĩ Xà Đầu là đuôi rồng đầu rắn, là bắt đầu Đại Chiến thứ 3 sẽ khởi, khởi chiến tranh. Mà chiến tranh khởi rồi đó thì Can Hoa xứ xứ khởi đao binh, có nghĩa là đến chừng ấy bốn phương có giặc khắp nơi hết. Mã Đề Dương Cước anh hùng tận, cái chỗ này nói lại là tháng của cái năm xà đó, năm rắn 13 đó, nghĩa là đầu năm xà là chiến tranh khởi rồi, là Mã Đề Dương Cước anh hùng tận là tháng 5, mã là ngựa, dương là dê, nghĩa là tháng 5 tháng 6 của năm 13 đó, là anh hùng tận diệt lẫn nhau, chiến tranh nó tận diệt lẫn nhau. Để rồi Thân Dậu Niên Lai kiến Thái Bình, Thân Dậu nãm chỉ là tháng 7 tháng 8 của năm 14, tức là nhâm thân Quý Dậu đó, Niên Lai có nghĩa là niên lại đến năm sau, là kiến Thái Bình, là vua tôi thấy mặt nhau, hay là mình thấy cái cảnh Thái Bình. Mấy đệ cũng lưu ý điều này, ông ba cho biết việc thiên cơ các ngài nói năm tính tháng hoặc tán ra ngày, tuy các ngài nói năm nhưng cũng có thể là nói tháng hoặc nói ngày. Tôi cũng có nghiên cứu những tháng nói về can chi của những năm 2012 Nhâm Thìn và 2013 Quý Tỵ và 2014 2015, tôi cũng xin đưa ra để anh em mình thảo luận. Như trong Quyển Thừa Nhàn có đoạn văn ông ba cho biết: chưa tường đáy biển trâu cài, ngư phùng đại lộ khó rài người ơi, giáp hình điềm ứng rồi thôi, đinh mùi phản thủy có ngôi thủy hoàng, giáp dần gửi quả sa đàn, đinh mẹo hội thí diễn tràng nam bang, ứng tình quảng lượng nói khang, qua tới dần mẹo thì an nước nhà. Chưa tường đáy biển trâu cài, ngư phùng đại lộ khó rài người ơi. Chưa tường có nghĩa là chưa từng thấy, chưa từng biết cái cảnh trâu cài đáy biển. Nhưng mà đặc biệt những năm gần đây là con trâu và con trâu 2009 sắp lên, xảy ra những cuộc động đất, sụp đất kinh hoàng dưới đáy biển hàng năm 70 km hoặc 100-200 km chẳng hạn. Đặc biệt là năm 2012 còn dữ tợn. Vì thế mà ông ba dùng danh từ trâu cài đáy biển. Những cuộc động đất sụp đất gây ra sóng thần, nước dâng ngập lụt cả đường lộ, ngư phùng đại lộ khó rài người ơi, có nghĩa là cá lội trên đường lộ. Đến chừng đó thì khổ rài người ơi. Cái cảnh thảm họa đó mấy năm gần đây đã xảy ra rồi, tất cả chúng ta đều thấy rõ. Giáp Thìn điềm ứng rồi thôi, Giáp Thìn là tháng 3 của năm Nhâm Thìn 2012, là tháng Giáp Thìn, sẽ có một điềm gì đó ứng hiện rồi thôi. Đinh Mùi phản thủy có ngôi thủy hoàng, Đinh Mùi là tháng 6 cũng của năm Nhâm Thìn 2012. Phản thủy có nghĩa là thủy là nước, nước sẽ phản trở lại, sẽ dâng trở lại dữ dội và sẽ động đất sụp đất các nơi. Tháng 6 của năm 2012 tức là con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Tháng 6 Đinh Mùi của năm Thìn 2012 tức là năm con rồng mới nửa gút nanh đó mà trong bá tánh thất thanh hải hùng. Nói chung là từ tháng 3 Giáp Thìn đến cuối năm Nhâm Thìn 2012, trên thế giới nói chung đều bị thiên tai dồn dập không sao kể xiết, động đất, sụp đất, bão lụt, mưa gió khác thường, cộng thêm dịch bệnh khắp nơi và chiến tranh cũng tái diễn. Để rồi bước qua tháng Giêng của năm Quý Tỵ 2013 là tháng Giáp Dần